xin chào tất cả mọi người. Mọi người đang quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đối với tụi mình. Đó chính là hôm nay là ngày tụi mình có thành viên mới trong gia đình. Là ngày mình sẽ đi đón bé puppy của mình. Tụi mình quyết định là sẽ nuôi một bé puppy Pomeranian. Thì cái hành trình này nó khá là dài. Thì bọn mình đặt tên cho bé là Dior. Bé là Pomeranian. Và nhưng mà sau đó thì mình tìm kiếm ở bên Mỹ này á, thì nó rất là mắc. Và chó lại không được đẹp. Giống như là bên Mỹ này, nếu mà mọi người mua Pomeranian bên Mỹ này rất là mắc luôn mọi người. Nếu mà mọi người mua khoảng 3-4 ngàn, chỉ là còn những con chó loại thường thôi, tiêu chuẩn đối với Việt Nam mình thuộc diện trung bình hoặc là lai á mọi người. Còn mình có tham khảo một số nơi trại nuôi thì bên đây đa số là chó nhà người ta đẻ xong rồi người ta bán, hoặc là những cái công ty, nhưng mà những công ty thì họ thu chó đâu á mọi người, chó lai, và họ bán rất là mắc ha, từ 3.400 trở lên. Cho nên là mình thì mình không thích, mình muốn là mình đã bỏ tiền vài ngàn đô ra mua thì mình muốn mua một cái con chó đúng tiêu chuẩn vào trong trại đàng hoàng. Nhưng mà không hiểu sao ở bên Mỹ này á, một cái trại giống chuyên nghiệp nó rất là khó và ít, và thậm chí là mình không tìm thấy luôn á mọi người. Có thể là bên đây họ bảo vệ động vật khá là tốt á, mấy cái chuyện buôn bán đó thì nhà nước không có ủng hộ, cho nên là mình khó tìm những cái trại nhân giống. Rồi mình xem một số review Google của mấy cái trại thì rất là nhiều người bị lừa. Mọi người có tin không, hôm bữa mình đọc được cái review ở trên Google á, là cái chị kia chỉ mua em chó 7.000 đô, người ta nói là Pomeranian siêu cúp. Thì lúc mà chị đó chụp hình, cái hình chị đó còn giữ lại cái cúp luôn, lúc mà mua về bỏ vô nó vừa cái cúp luôn mọi người. Nhưng mà ngày hôm nay nó được 1 năm tuổi rồi á, họ chụp á, trời ơi nó to khổng lồ luôn mọi người ơi. Là cái bàn chân của nó thọt vừa cái cúp thôi đó mọi người, chứ nó không có chuyện là nó ngồi vừa cái cúp nữa đâu. Cho nên là mình thấy là rất là khó để mua một con chó đàng hoàng ở bên Mỹ này. Với lại mình thấy đa số những người mà nuôi bên này chó đẹp á, bên này họ chuộng là kiểu những cái dòng như là Pitbull này kia, thì bên Mỹ này nó rất là tốt. Nhưng mà những cái dòng mà chó kiển, chó nhỏ, Lido, Puppy chút xíu này nọ thì rất là khó mọi người, ít lắm. Bên đây họ không chuộng, như căn hộ mình ở bữa giờ mình chưa thấy chó nhỏ luôn, toàn là chó to to không à. Bánh bò Pom ở Việt Nam, nếu mà bạn nào mà có xem TikTok mà mùa dịch đó thì mọi người cũng biết bánh bò Pom. Thì mình đã thích bánh bò Pom rất là lâu rồi, nên là mình biết, xong rồi tình cờ một lần mình biết là bánh bò Pom có ship chó ở bên Mỹ, nên là mình kiểu mình rất là mừng luôn á. Nên là mình nhắn tin hỏi thử, thì bánh bò Pom cũng có báo giá cho mình. Xong rồi mình quyết định là ok, mình sẽ rước một em ở Việt Nam qua. Thì cái hành trình nó rất là vất vả luôn mọi người, nó gặp rất là nhiều chông gai, rất là nhiều thứ xảy ra. Đến hiện tại bây giờ nha, vài tiếng nữa thôi là mình lên đường đi đón Dior rồi, mà vẫn có trục trặc nha mọi người. Cho nên là mình muốn là bạn nào mà dự định rước một em ở Việt Nam qua đó, các bạn phải có tình yêu thật sự, các bạn thật sự là yêu nó, có tình yêu với động vật và kiên nhẫn, và kiểu sao ta, kiểu như là mình sẽ vượt qua rất là nhiều sóng gió, phải chuẩn bị trước tinh thần. Thì cái quá trình này nó xảy ra trong vòng tầm 2 tháng và 2 tháng rưỡi, mình sẽ nhận được bé. Ban đầu bọn mình mua Dior với giá là 3.400, là đã bao gồm ship nè, ship và giá của Dior. Thì Dior là một con chó có nguồn gen rất là tốt nha mọi người. Giá của Dior ở Việt Nam là tầm 35 triệu và số tiền còn lại là số tiền ship. Thì nếu mà các bạn nghe thì các bạn sẽ thấy là ồ sao mà cao quá vậy, cái tiền ship nó bằng cái tiền con chó. Nhưng mà thực ra nó tính ra tiền ship còn mắc hơn tiền con chó nữa đó mọi người. Nhưng mà thực ra thì Dior ở Việt Nam đó, giá 35 triệu là nó rất là cao cấp. Ở Việt Nam mà ai mà nuôi con chó 35 triệu là cũng là mua về để kinh doanh, hoặc là cũng là có điều kiện lắm á. Chứ mua con chó 10-15 triệu là hồi xưa mình ở Việt Nam mà con chó 10-15 triệu đó là ước mơ của mình rồi. Mình chưa bao giờ mình nghĩ tới mình sẽ mua con chó 35 triệu hết mọi người. Nó là cái số tiền rất là lớn đối với mình ở Việt Nam. So với bên Mỹ này á, thì Dior như vậy là rất là rẻ. Tại vì mình phải coi về cái giá trị con chó, mình phải coi về cái nguồn gen nữa mọi người. Dior có một cái nguồn gen rất là tốt. Gen của Dior là ông bà của Dior là
nhà vô địch Thái với lại nhà vô địch China. Là mọi người biết là Dior của mình sẽ rất là đẹp, từ nhỏ cho tới lớn là lúc nào cũng đẹp hết. Dior nếu như mà so về cái nguồn gen đó của Dior ở bên Mỹ này á, Dior giá ít nhất cũng phải 7.000, chứ không thể nào mà giá mà mình mua 3.500. Thì lúc mà mình trả tiền cho Dior xong thì bọn mình trả bằng PayPal. Thì xong rồi bọn mình bị một cái trục trặc là cái shop á, bên shop á, ít dùng PayPal quá, cho nên là PayPal nó kiểu như là nó kỹ với mọi người, tạm thời nó giữ cái số tiền lại, tại vì nó sợ là bọn mình bị lừa, cho nên là nó tự động nó giữ số tiền lại, cho nên bọn mình run. Nếu mà giữ tiền thì lần đầu tiên mà mình chuyển tiền PayPal mà, cho nên là mình rất là sợ, mình sợ là mình bị mất tiền nè, rồi mình sợ là nếu mà shop chưa nhận được tiền á thì shop sẽ không giữ chó cho mình, hoặc là sao đó, nói chung là cái chuyện nó sẽ kéo dài ra phiền phức. Nó hẹn là 21 ngày sau thì shop mới nhận được tiền. Thì hên quá thì shop nhận được tiền trước, nhưng mà tại vì shop bận quá, shop không báo mình luôn. Xong tới khi mà mình nhắn cho shop, mình hỏi là shop nhận được tiền chưa, thì kêu bữa giờ mình bận quá, mình quên, xin lỗi bạn. Trời ơi, mình hết hồn. Mấy ngày mình mất ăn, mất ngủ. Rồi xong vụ tiền ha, shop được nhận được tiền thì mình cũng mừng, tại vì mình cũng muốn người ta nhận được tiền. Tại vì shop rất là ok nha mọi người. Lúc mà mình chuyển tiền, shop chưa nhận được tiền, nhưng mà shop vẫn mở hồ sơ cho Dior luôn. Đó, vẫn coi như là đã nhận được tiền rồi, mở hồ sơ làm sớm để cho Dior đi sớm. Xong rồi mình chuyển tiền xong rồi mình cứ đợi thôi, đợi 2 tháng cho tới ngày mà có kết quả về thử máu thôi. Mấy ngày đầu nôn đó mọi người, ngày nào cũng nghĩ đến nó, không có ngày nào mà không nghĩ tới hết. Nghĩ riết mà tới cái tháng cuối cùng mà chán không nghĩ nữa luôn á. Kiểu đợi lâu quá không đợi nữa luôn, kệ luôn. Họ báo là Dior có kết quả đi CDC rồi, chị bay sân bay nào. Thì lúc đó là mình đã thấy là lạ rồi nha, mình thấy có gì đó lấn cấn. Tại vì mới đầu á là shop có, lúc mà mới mua là shop cũng đã hỏi mình rồi, hỏi mình một lần rồi là bay sân bay nào. Mình nói ở Atlanta, là chốt đơn là con chó này sẽ bay về Atlanta trong cái hồ sơ. Tự nhiên cái có kết quả CDC, tự nhiên cái chủ shop với lại nhân viên của shop nhắn tin hỏi mình là bay sân bay nào một lần nữa. Mình thấy là có cái gì đó cấn cấn rồi. Y như rằng 2-3 bữa sau shop mới báo cho mình là chuyến bay ở Atlanta kỳ này là phải đi qua, là ở Việt Nam đi qua Atlanta là bắt buộc phải đi qua cái vùng chiến tranh. Với lại dạo này chiến tranh hơi nhiều á, cho nên là người ta, những cái hãng hàng không á, ít nhận động vật, vận chuyển động vật lại. Người ta chỉ vận chuyển những cái hàng thiết yếu thôi, cho nên là khó ship đi. Thì shop cũng rất là uy tín mọi người, shop sợ là mình nghĩ là shop làm tiền, cho nên shop mới kêu mình á là shop đặt cái hãng Qatar Airlines á. Xong rồi shop kêu mình là nếu mà không tin á thì cứ gọi điện lên hãng Qatar Airlines để mà hỏi thông tin trực tiếp cho có đúng hay không. Thì mình tin tưởng nên mình cũng không có làm mấy cái chuyện đó. Nên mình nói là ok, bây giờ là mình phải làm như thế nào. Thì mới đầu shop có cho mình lời khuyên là nếu mà muốn nhanh á và không tốn tiền thì ship bé ở Lux, ở Cali. Tại vì hàng đi Việt Nam, hàng đi Cali thì rất là thường xuyên, mỗi ngày lúc nào cũng có hàng hết, đi càng sớm càng tốt. Nhưng mà có điều là ở Cali cách bọn mình rất là xa, bọn mình phải bay máy bay 5-6 tiếng. Ở bên Mỹ này bay máy bay 5-6 tiếng là rất là xa luôn đó mọi người. Cho nên là bọn mình nói không được, phải ở Atlanta. Lựa chọn là Atlanta, mặc dù là không có chuyến. Cùng là shop đưa ra đề nghị là mình bỏ tiền ra thêm để cho Dior đi một cái chuyến bay mắc tiền hơn và sẽ có liền trong tuần tiếp theo. Thì tụi mình ok và bọn mình phải thêm 405 nữa để cho Dior bay cái chuyến bay đó. Thì mình cũng rất cảm ơn bánh bò bom đã đồng hành với tụi mình trong khoảng thời gian qua. Xong xuôi hết, mình tưởng là ok rồi thì mình mới phát hiện ra là mình sẽ không biết chính xác giờ Dior đáp. Tới bây giờ bọn mình vẫn hoang mang. Bọn mình chỉ biết ngày và bọn mình chỉ biết là địa điểm cái sân bay đó thôi. Còn lại thì bọn mình phải đợi. Họ cho cái giờ, họ cho mình là 1 giờ sáng là mình nghe mình cũng nhức đầu rồi đó. Tại vì từ đây mà mình chạy lên kia tới 5 tiếng lận, mà 1 giờ sáng là mình không biết đón làm sao luôn. Thì shop mới nói là họ cho cái giờ đó là chỉ là giờ cho có thôi, chứ thật ra là giờ chính xác cũng khó lắm. Hàng về lúc nào người ta sẽ gọi cho bọn mình đón lúc đó, chỉ biết là trong cái ngày đó thôi. Nên là cũng choáng váng lắm. Nên là kế hoạch ngày hôm nay á là bọn mình quyết định là sẽ thuê khách sạn và ngủ lại một đêm. Ok, nên đó là kế hoạch của bọn mình hôm nay. Mình phải kể lại cho mọi người hết cái quá trình để mọi người hiểu. Bây giờ mình ăn sáng rồi chuẩn bị đi thôi mọi người.
bây giờ tụi mình sẽ đi mua đồ cho Dior. Tụi mình sẽ đi tới Pep Mart nha mọi người. Tôi đang đội nón giùm ông bồ tôi tại vì tóc ổng còn ướt quá. Đây là trước nhà tụi tôi nè. Trời ơi, tụi ngày có cái máy quay này quay đã ghê đó mọi người. Dễ quay, rất là dễ luôn á. Cực kỳ dễ sử dụng. Bồ tôi có mua cho tôi một cái G7 XX Mark, nhưng mà rất là khó xài nha mấy má. Cực kỳ khó xài luôn. Phải kiểu như là bà nào mà quen xài mấy chụp hình á, mấy cơ này nọ, biết cách sử dụng á thì mới xài được. Tôi là tôi bó tay rồi. Let's go. Thì tụi mình cũng đã chuẩn bị rất là kỹ càng và nhiều thứ cho Dior, cũng gần như là đầy đủ hết rồi. Nhưng mà vẫn còn thiếu một vài món giống như là chip nè, hay là thức ăn cho Dior và những cái loại thuốc bổ, mấy cái thực phẩm chức năng á mọi người. Thì tụi mình chưa có mua nên vào đây mua thì nó sẽ tiện cho mình lựa chọn hơn. Mấy cái siêu thị dành cho chó mèo bên này á cực kỳ lớn luôn và nó rất là phong phú. Có nhiều cái siêu thị á nó lớn ngang ngửa siêu thị của người luôn á mọi người. Và nó có rất rất là nhiều sản phẩm trong đây. Mỗi lần tụi tôi vô đây á để mua chip hay là đồ ăn á, cho Dior đó, tụi tôi đứng trầm ngâm rất là lâu luôn á mọi người. Tại vì quá là nhiều sản phẩm, từ đồ tươi, thịt thật rồi sấy khô, cho tới những cái hạt cứng, hạt mềm, hạt nhỏ, hạt to cho giống chó này, giống chó kia, giống chó to, giống chó nhỏ. Trời ơi, rất rất là nhiều. Còn cái hàng màu xanh này là những cái hàng mà kiểu là có cái mùi bạc hà mọi người, để chủ yếu là làm sạch răng á, là họ có một cái hàng riêng. Mà riêng cái hàng này thôi á là đã có rất 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 là nhiều sản phẩm luôn rồi mọi người. Đó, mọi người thấy không, trời ơi, nhức cái đầu luôn á, là chó một bên và mèo một bên nha mọi người, cực kỳ là phong phú luôn. Và có những chỗ tụi tôi đi á là còn có khu vực dành riêng cho cá và động vật bò sát và chim két rất là lớn luôn. Thì tùy cái siêu thị, mỗi siêu thị nó sẽ set up khác nhau. Mấy bé mèo bên đây cũng dễ thương mọi người. Đây nó cũng có chén dĩa nhiều lắm nè mọi người. Nhưng mà tôi mua trên Shein à. Ở đây mẫu mã nó không có đẹp bằng đó, với lại nó mắc lắm mọi người ơi. Đây là khu vực thực phẩm chức năng nè mọi người, có bao gồm bàn chải nè, nước súc miệng nè, rồi mấy cái kem làm mềm cái đệm chân cho mấy bé cún, rồi vệ sinh tay và cũng như thực phẩm chức năng và thuốc bổ. Hỏi thử coi thơm không? Cái này thơm không? Hỏi thử. Được không? Dừa 2 trong 1. Được không? Thấy cái này dễ thương quá vậy. Có dầu ôi, có cân bằng độ pH. Tốt cái gì á hả? Trong đó thấy nó ghi cái gì đâu. Cho poppy nè. Sao không nghe mùi gì vậy? Cái này nghe mùi mà cái này không nghe mùi. Bên này có nhiều loại lắm mọi người, có pate thịt tươi luôn nè. Đó, mấy cái tủ lạnh, tủ đông này nè là họ sẽ chứa dạng đồ ăn tươi đó mọi người. Đó, thịt nè, thịt gà, rau củ nè. Thì mấy cái này lại giống như là fresh chứ lại ít clean dành cho chó mọi người mà rất là mắc nha. Raw là mấy cái loại raw này là mấy cái loại mà người ta cắt thịt không á mọi người, rất là mắc luôn. Nhưng mà thôi, cuốn nhà mình ăn đồ khô là được rồi.
kính thua các loại pate và thức ăn luôn. Cá hồi đủ loại hết. Thì cái bạn bán chó nói với tôi là ở Việt Nam là cho ăn cái hãng này Royal Canin. Thì nói sao ta? Thì cái hãng Royal Canin này á, ở Việt Nam nó không, cũng không phải là hãng mắc tiền, nó chỉ là tầm, cũng là kiểu bình thường đó mọi người. Nhưng mà bên Mỹ này nó có rất là nhiều hãng. Với lại á, theo mình biết á, là cái Royal Canin bên Mỹ này nó khác Royal Canin ở Việt Nam. Đó, nó cũng không có giống nhau. Cho nên tôi với bộ tôi đang suy nghĩ là có nên mua cùng hãng không. Người đàn ông đang phân vân chăm chú đọc bản hướng dẫn sử dụng. Dạ. Ồ, đẹp quá. Nó bự hả? Con này nhỏ mà. Con to mà. Nó cũng đầy đủ, không thiếu gì hết. Chứ mà có còn gì vui vui không? Còn đây là cái quầy cá. Trời, sao có một con chim vậy? Không có hai con sao buồn vậy? Mấy chỗ kia hả, chim nhiều mọi người. Hót líu lo suốt nè. Mà mấy con ở đây buồn quá, anh nhớ đi mấy chỗ kia không? Trời, líu lo nhảy tưng bực. Và cuối cùng tụi mình đã tới Atlanta rồi mọi người ơi. Trời ơi, thành phố Atlanta thiệt là hoa lệ, rất là đẹp luôn mọi người. Lần nào mình tới mình cũng thấy rất là thích. Mình thấy Atlanta nhìn rất là giống Cali đúng không mọi người. Ở Cali đường rất là to giống như vậy nè, mà xe đông. Trời ơi, kẹt xe khủng khiếp. Cái ngày tụi mình đi á là tụi mình kẹt xe mấy tiếng đồng hồ luôn mọi người. Ở đâu cũng kẹt xe hết. Nói chung là đi rất là mệt mỏi, tại vì nó sẽ kéo dài cái thời gian mà mình ngồi trên xe á. Bọn mình đã kẹt xe một đoạn đường siêu dài luôn. Mệt quá. Ô, có Atlanta đẹp không nào mọi người? Atlanta rất là đẹp. Thì tụi mình tới nơi sớm được một chút nên là tranh thủ ghé qua IKEA để xem là có gì cần mua cho nhà của mình không. Rồi sau đó tụi mình sẽ đi ăn tối và chuẩn bị chờ đợi bên sân bay gọi điện để đón Dior nha. Trời ơi mọi người ơi, có một problem mới nữa rồi. Là ông bồ tôi quên passport ở nhà, chán ghê không? Tại vì đi tại vì người ta đã dặn mình là tới nhận chó là phải mang theo passport mới được nhận. Mà ông này để quên, thì tụi tôi đang tìm lục lại hình thử coi là cái hình passport người ta có chịu không. Mà cách xa nhà tới 4-5 tiếng lần mọi người. Giờ không biết làm sao luôn. Chán ghê á. Giờ tôi đang ở IKEA nè mọi người. Đang đi coi có cần mua cái gì không. Thì sau khi nói vòng vo với lại ở bên sân bay và ở bên cái dịch vụ nhận cuốn sớm, thì họ nói với bọn mình là cuối tuần sân bay không làm việc, cho nên không thể mang cuốn ra được. Và họ bắt đầu báo những cái giá nâng lên rất là vô lý. Giống như là giá giữ cuốn qua đêm, rồi giá làm việc bọn mình phải trả tiền gấp đôi để cho người ta làm việc cuối tuần,
Rồi nói chung là rất là nhiều cái giá khác nhau. Nói chung là họ đôn lên khoảng chừng thêm 500 đô nữa mọi người. Và ở cái tình huống này bọn mình bắt buộc phải bỏ tiền ra, tại vì bọn mình không thể bỏ chó được. Tại vì Dior đã qua tới Mỹ rồi, không thể bỏ được mọi người biết không? Giống như là kẹt thế giũa luôn. Bây giờ phát sinh thêm một cái vấn đề nữa là Dior đáp nhưng mà không được ra mọi người. Tại vì cuối tuần người ta không có làm việc, cho nên là người ta giữ Dior tới thứ hai. Đang lựa đồ mà mất hứng luôn. Ông bồ của tôi cũng mất hứng đi chơi luôn. Từ lúc mà bước vô IKEA tới giờ là ổng úp mặt vô cái phone để làm mấy cái giấy tờ. Và tại vì ban đầu tụi tôi cũng đã có giao kèo với Bánh Bò Bom rồi. Bánh Bò Bom họ đâu có ở Mỹ đâu mà họ biết mọi người. Cho nên là họ chỉ nói với mình là cái giá đó là họ bao ở Việt Nam là không phát sinh chi phí. Còn ở Mỹ á, là chi phí mình phải tự lo. Mà họ thì đó giờ họ chỉ giao chủ yếu là ở California thôi. Và Cali thì người Việt nhiều cho nên dễ làm việc hơn. Và đa số khách hàng ở Cali lấy chó rất là dễ và chi phí rất là rẻ. Mà không hiểu sao mà qua tới Atlanta này á, tụi mình bị làm tiền rất là nhiều và phải bị chi phí. Nói chung là giấy tờ rất là phức tạp luôn mọi người. Hello mọi người, bây giờ đang là 6 giờ sáng, 6 giờ 43 sáng. Và qua 77, 49 ải thì tụi tôi vẫn chưa lấy được chó luôn. Rất là mệt mỏi. Tinh thần cạn kiệt luôn đó mọi người, nhưng mà vẫn cố gắng. Thì sáng đang ngủ ngon thì 6 giờ sân bay gọi điện nói là chó mày tới rồi, mày có thể đón chó mày rồi. Hai đứa mừng quá trời luôn. Xong rồi kêu là nhưng mà mày muốn đón chó mày á là mày phải đi làm giấy tờ nha. Phải đi qua cái chỗ kia trong sân bay để làm giấy tờ. Thì bọn mình ok làm giấy tờ thì tụi tao đi liền. Hai đứa lật đật trời đánh răng. Chưa bao giờ tôi với bồ tôi mà đánh răng trong vòng 5 phút của mọi người. Bồ tôi rất là điệu. Bồ tôi là mỗi lần sáng mà dậy mà chuẩn bị là ổng sàn tới sàn luôn rất là lâu. Mà sáng nay là ổng làm chưa tới 2 phút nữa mọi người. Rất là lẹ luôn. Tôi là 1 phút. Là trong vòng 5 phút là dọn đồ xong hết là đi. Thì vừa mới ra tới cửa là kiếm cái chỗ địa điểm mà làm giấy tờ thì mới biết là thứ bảy chủ nhật họ đóng cửa. Thì mới biết là bên chỗ broker người ta nói đúng. Là có nghĩa là sân bay, cái chỗ broker người ta không giải thích cụ thể cho nên là bị hiểu lầm. Tụi mình nghĩ là bên broker họ làm tiền. Nhưng mà thật ra là không phải, họ không có giải thích kỹ. Có nghĩa là sân bay vẫn làm việc thứ bảy chủ nhật bình thường. Nhưng mà cái chỗ làm giấy tờ họ lại đóng cửa thứ bảy chủ nhật mọi người. Thì có nghĩa là mọi người muốn lấy hàng ra, mọi người muốn lấy chó ra thì mọi người phải đi làm giấy tờ. Đó, sân bay tao vẫn làm việc bình thường nhưng mà chỗ giấy tờ không làm việc thì làm sao mà tới làm giấy tờ để lấy con chó ra. Cho nên là có nghĩa là thứ bảy chủ nhật không lấy được. Đó, cái đó là cái problem mà bọn mình đang bị. Là bây giờ chấp nhận là không lấy được thì phải làm giấy tờ online này kia các thứ hết. Mà mình không có mang laptop theo nên phải làm trên điện thoại thì nó hơi cập rập. Thì nó gọi tới gọi luôn, mỗi lần mà trục trặc các bước là phải gọi lại cho bên chỗ sân bay liền. Cứ mỗi lần rắc rối là gọi lại. Thì tụi mình gọi lại cho bên sân bay thì cuối cùng là làm tới làm lui không được á. Thì người ta kêu là thôi vậy thôi giờ tụi mày tới đây đi, rồi tụi tao sẽ giúp mày làm. Thì bây giờ tụi mình sẽ tới thẳng sân bay luôn. Xong rồi có thể là bọn mình sẽ ghé qua chỗ giữ cuốn á, để bọn mình kêu người ta là lấy cái giấy tờ ra để tụi mình cầm đi để thứ hai làm giấy tờ. Với lại sẵn xin người ta ngó Dion cái coi được không, người ta có cho mình ngó không, mình coi coi nó ok, mình an tâm á mọi người. Để trời, rất là nhiều ải, rất là mệt luôn mọi người. Tụi tôi đã tới chỗ làm giấy tờ rồi mọi người ơi. Trời ơi, mệt gối quấn tụp lụm tụp la. Chán ghê. Nhìn cái xe nè, y như là homeless vậy. Con Dior này nó báo quá trời báo rồi. Mở cửa chưa?
Và đến sân bay á, thì hoang mang chồng chất, hoang mang thêm mọi người. Đến cái chỗ này thì mới đầu họ kêu bọn mình đến cái chỗ C. Thì bọn mình đến chỗ C thì họ kêu là bọn mình đã đi sai địa điểm rồi, không có đúng. Và họ bắt đầu gọi trợ giúp cho bọn mình. Nhưng mà nói chung là ít ra thì nhân viên ở đây cũng rất là nice. Ai cũng nice hết đó mọi người. Rồi họ chỉ cho bọn mình đi qua cái tòa nhà kế bên. Và thế là bọn mình lại lủi thủi đi qua tòa nhà kế bên để bắt đầu làm những cái thủ tục cần thiết để họ help mình. Tại vì họ có máy vi tính á, họ làm trên đó, mình chỉ đứng mình đọc thông tin thôi. Và khi tôi đi tới cái khúc này là tôi đã thấy có gì đó rất là quen thuộc rồi. Tại vì trước khi mà đi đón Dior, tôi cũng dò trên YouTube đồ này nọ, thì tôi thấy những người khác người ta đi đón cuốn á, người ta cũng vô những cái kho, cái có cái cửa giống như vậy. Thì tôi nói với bồ tôi là đúng là ở đây rồi nè, cái cửa này đúng là chỗ này rồi. Mệt thiệt luôn á. Đúng rồi, bình thường dẫn chó ở đây nè. Thì tới cái khúc này mọi người để ý góc bên trái nha, có cái tờ tem cam á. Đó, thì cái chỗ đó là họ đang để Dior đó mọi người, người ta đang để cái lồng của Dior để ngay trong góc đó mà mình không biết mọi người, mình không có thấy luôn. Tại vì nó quá là yên đi. Đầu tiên khi mình bước vô đây là mình kiểu là trời ơi, cháu của mình ở đâu, Dior ở đâu vậy con? Chắc con còn đang kẹt ở trong đây đúng không? Con còn kẹt ở trong mấy cái kho hàng này đúng không? Không biết con mình ở đâu, không biết khi nào con mình nó mới ra, con mình ở đâu rồi này kia. Trời ơi, mình đứng mình nhìn, mình trông ngóng. Nhưng mà thật ra là nó ở kế bên mình mà mình không hay luôn. Và mình cực kỳ bất ngờ là nó ngoan như vậy luôn á mọi người. Mọi người có thấy không, cái lồng bên tay trái đó đó, nãy giờ nó ngồi ở đó luôn mà không có một tiếng động, không la hét một tiếng nào luôn mọi người. Tụi mình cực kỳ là bất ngờ luôn á. Tại bình thường mấy con chó bình thường khi mà mình nhốt lại mà nó thấy người là nó la rất là lớn, la sùm luôn. Còn đằng này ấy, hả, cái con này là không nghe một cái tiếng gì luôn. Và cái người đàn ông đang đứng mà cắt cái lồng kia thì cái ông đó là bên dịch vụ giữ cún đó mọi người, là mình nói là bên dịch vụ mà lấy hàng ra sớm giùm tụi mình đó. Thì họ biết là thứ bảy chủ nhật không làm giấy tờ được nên thuê người này tới để mang Dior về chăm sóc 2 ngày thứ bảy và chủ nhật. Xong rồi thứ hai á, người này sẽ mang trao trả lại cho dịch vụ và dịch vụ sẽ làm nốt giấy tờ và đưa cho mình. Đó, đó là theo kế hoạch ban đầu. Lúc này thì mình xin được ngó Dior một cái thì cuối cùng là mình cũng được thấy Dior rồi. Nhưng mà không ngờ là Dior ăn xong rồi ị đùn khắp nơi ở trong đây và chay chét rất rất là hôi luôn mọi người. Tại vì thường không biết là Dior hấu ăn đến cỡ nào. Thường những con chó khác á, tôi thấy á, là đi đường xa như vậy á, là không có ăn và cũng nhịn luôn, không có đi. Còn á, hả, Dior là ăn hết cái bát xong rồi ị ra lung tung luôn. Nhưng mà lúc mà mình thấy Dior mình rất là mừng, chỗ cực kỳ là dễ thương luôn mọi người ơi, xinh lắm luôn, rất là thích luôn nha. Thiệt là nôn để mang Dior về. Nói chung là rất là buồn, thấy được nhưng mà không có mang về được, thiệt là tiếc. Nhưng mà thôi, chay shit ra tùm lum tùm la thì thôi, nhờ chú đó clean giùm nha, chứ tôi không thể nào mà tôi ôm cái này 5 tiếng để về nhà được, thúi xe chết luôn. Cho nên thôi, trong cái rủi cũng có cái may mọi người ạ. Nhưng mà được thấy Dior lành lặn xinh xắn là tôi cũng vui rồi, tôi rất là vui và hài lòng luôn đó. Đây là khi tụi mình quay lại cái chỗ hồi nãy để đón Dior nè mọi người. Thì tụi mình thấy Dior ngồi rất là ngoan ngoãn luôn, không la một tiếng nào luôn, là mình rất là vui. Nói chung là đây là cái mong muốn lớn nhất của mình khi mà mình đón một bé cún, là mình chỉ hy vọng là nó ngoan thôi mọi người. Thì lúc mà mình quay lại á, thì mình muốn tiếp và cảm ơn cái chú hồi nãy. Tại vì chú đã dọn dẹp rất là sạch sẽ luôn rồi. Mà mình không biết là bên chỗ broker có trả tiền cho chú không. Cho nên là bây giờ khi mà bọn mình mang Dior về rất là khỏe luôn, là đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, mình có thể ôm Dior đi về. Cho nên mình muốn tiếp cho chú nhưng mà chú không có gặp tụi mình, chú chỉ để cái chuồng ở đó xong rồi chú đi về luôn. Nên là rất là tiếc. Thật sự là rất là cảm ơn cái chú đó luôn mọi người. Và đây là hình ảnh đầu tiên mà mình được gặp Dior và rờ Dior nè. Nhìn em hơi bù xù nha mọi người, tại vì em mới đi một chuyến bay 24 tiếng rất là dài để đến Mỹ. Đó, lần đầu tiên Dior được mặc yếm nè và được dắt dây nè.
Trời, lúc này hai đứa tôi đang xoay sở, tại vì lần đầu tiên xài yếm á nên không có biết làm. Và Dior đã có rất nhiều trải nghiệm trong ngày hôm nay. Trải nghiệm hạnh phúc nhất đó là lần đầu tiên Dior được đi xe máy ở Việt Nam khi đi ra sân bay, và cũng là lần cuối cùng Dior ở Việt Nam. Và đây là lần đầu tiên Dior đi ô tô ở Mỹ. Lần đầu tiên ở Mỹ, và khoảng đời sau này của Dior sẽ rất là hạnh phúc. Và được đi ô tô all the time. Lần đầu Dior được đi dạo trên đất Mỹ nè, được đi uống Starbucks. Mình biết Dior là một cậu bé rất là can đảm. Dior đã ngồi trên máy bay 24 tiếng một mình và mất tới vài tiếng để đi ra trễ vì trục trặc giấy tờ. Dior cũng ở một mình. Rồi bây giờ cậu bé Dior phải tiếp tục ngồi trên xe và mất 5 tiếng để về tới nhà. Và Dior rất là ngoan. Dior ngồi lên nệm của mình và gật gù ngủ. Mặc dù cậu rất là sợ, cậu ráng không ngủ, nhưng mà cuối cùng thì cậu cũng phải chịu thua thôi và ngủ gật ở trên tấm nệm của mình. Dior là một cậu bé cực kỳ là dũng cảm. Và sau 4-5 tiếng thì cuối cùng Dior cũng được về tới nhà. Đây là lần đầu tiên em khám phá nhà của mình, ngôi nhà yêu dấu của tụi mình. Nói chung là tới bây giờ tụi mình vẫn không biết tại sao mà ban đầu bên dịch vụ bên Mỹ này, sân bay Atlanta, họ bảo là cuối tuần không làm việc. Xong rồi cuối cùng họ lại bảo là giấy tờ tụi mình đã được thông và đã được lấy. Mặc dù tụi mình cũng chưa làm một cái giấy tờ gì cả, nhưng mà không biết tại sao là ba hồi này ba hồi kia, tới bây giờ tụi mình vẫn không biết lý do. Nhưng mà thôi, đón Dior được trong ngày, không phải kéo dài thời gian ra là tụi mình rất là mừng rồi. Cho nên là mặc dù cũng hơi thắc mắc, nhưng mà thôi kệ, cũng không có quan tâm lắm. Đón được bé là mừng rồi thì mình. Và đây là hình ảnh Dior cập nhật với mọi người sau một tuần. Dior rất là khỏe mạnh nè, vẫn đi phân rất là tốt. Và đây là buổi sáng, tụi mình dắt Dior đi dạo, đi bộ ở trong sân nhà. Bé cực kỳ là lanh luôn, như cái cục bông gòn, dễ thương lắm mọi người. Trộm vía Dior rất là ngoan, đi tiểu tiện đúng chỗ, đúng khay, ăn uống rất là ngoan, không sủa bậy, không la hét khi bị nhốt. Và kêu đi ngủ là đi ngủ, kêu vào chuồng là vào chuồng. Dior rất là ngoan luôn mọi người. 10 trên 10 nha. Rất cảm ơn Bánh Bò Bom đã bán cho tụi mình một chú chó rất là hợp với mình, hợp với cuộc sống bận rộn của mình. Mình cần một em bé ngoan như thế này. Và rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Và mọi người nhớ nhấn like và share và comment và theo dõi kênh của mình nha, để đón nhận video mới tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và mình hy vọng mình sẽ sớm được 500 lượt follow và 1000 lượt follow. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bye, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.